chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Thấu lý thấm tình được phát sóng hàng ngày trên kênh TTV11. Chương trình được Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh phối hợp cùng Truyền hình Tin tức Sài Gòn thực hiện quý vị thân mến trên tinh thần mong muốn lan tỏa rộng rãi đến cộng đồng các vấn đề về pháp luật dân sự việt nam chương trình truyền hình thấu lý thấm tình sẽ lên sóng mỗi ngày để cùng với quý vị lắng nghe phần giải đáp các thắc mắc cũng như những thông tin từ các luật sư các chuyên gia về luật để qua đó giúp cho chúng ta có những kiến thức và kỹ năng để giải quyết những tranh chấp về dân sự xảy ra trong cuộc sống hàng ngày dựa trên cơ sở thỏa mãn về mặt pháp lý và thấu đáo về mặt tình cảm và trong chương trình ngày hôm nay người sẽ đồng hành cùng với Tuyết Oanh cũng như với quý vị trong chương trình đó chính là luật sư Trần Thị Kim Huế từ Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh xin chào luật sư cảm ơn chị rất nhiều vì đã dành thời gian tham gia chương trình ạ xin chào MC Tuyết Oanh và xin chào quý vị khán thính giả à, thưa luật sư ngay bây giờ thì Tuyết Oanh xin phép chia sẻ lá thư mà khán giả gửi về cho chương trình để xác định xem chủ đề mà chúng ta sẽ trao đổi là gì ạ lá thư như sau anh trai tôi làm tài xế xe ô tô tải, trong lúc dừng xe có bật đèn xin dừng đầy đủ, vừa bước xuống xe thì có một xe máy tông vào đuôi xe. Người đó có men say và đeo tai nghe điện thoại. Khi xảy ra tai nạn, anh trai tôi đã nhanh chóng báo cho cơ quan công an và đưa người kia đi cấp cứu. Tuy nhiên, người này bị chấn thương khá nghiêm trọng. Trong trường hợp này, anh trai có bị xử nặng không ạ? À? Trách nhiệm bồi thường khi xe máy tự đâm vào xe tải dừng bên đường được quy định như thế nào? Mong luật sư giúp đỡ tôi. À, như vậy chúng ta đã thấy rõ rằng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi về việc rằng xe máy tự đâm vào đuôi của container thì sẽ bị uh, xử lý như thế nào. À, câu hỏi đầu tiên thì thưa luật sư, như lá thư mà chúng ta vừa lắng nghe đó, thì trong trường hợp này ai là người vi phạm và có trách nhiệm bồi thường ạ? À? Thì thông qua cái tình huống mà MC vừa đưa ra thì tôi thấy là có mấy vấn đề chúng ta phải xem lại thứ nhất là cái việc mà người lái xe container đó họ tuy là họ dừng xe họ có bật đèn xi si nhan họ báo hiệu cho những người phía sau nhưng ở đây chúng ta phải xem là cái 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 việc dừng xe đó có đúng quy định cái vị trí được dừng xe hay không đúng không ừ, à? ạ? Dạ. Tại vì theo luật giao thông đường bộ quy định rất rõ là dừng xe và đổ xe là hai trạng thái khác nhau ừ. thì khi dừng xe là quy định chung là không được rời khỏi cái tay lái đằng này trong cái trường hợp này là uh, anh chàng lái xe container đã đi xuống đường mặc dù là có bấm đèn xi nhan nhưng mà dừng xe mà trong khi cái luồng giao thông nó vẫn đang liên tục ở phía sau nó chạy tới mà anh ta mặc dù bật đèn xi nhan nhưng mà không được dừng ở cái vị trí đấy thì đó cũng là một cái hành vi và phải xem xét là cái vị trí anh ta dừng có có đúng cái nơi mà luật cho dừng hay không ừ. bởi vì luật giao thông quy định là không được dừng xe ở những cái thứ nhất là ở bên trái làn đường mà gọi là một chiều yeah. rồi không được dừng được dừng xe ở trong những cái vị trí mà cái khúc quanh hay cái đường cong mà dẫn tới bị hạn chế tầm nhìn của những cái người phía sau đó yeah. à, tức là không phải cứ dừng xe là được với thứ hai nữa là khi dừng xe là nó khác với đổ xe đổ xe là anh phải tìm một cái vị trí vừa rộng rãi vừa đúng quy định rồi anh dừng anh tắt máy anh mới được đi xuống yeah. còn nếu dừng đây là chỉ máy vẫn đang nổ nhưng hạn đèn xi nhan thì có bật nhưng mà máy đang nổ thì không được rời khỏi cái vị trí tay lái xe. Dạ. Ừ, yeah. Thì cái hành vi của cái anh tài xế lái xe container này thì phải xem xét lại rõ là thực sự là anh ta có có đáp ứng được đúng các quy định của luật giao thông đường bộ hay không đó. dạ à, như vậy thì để dễ trao đổi hơn bởi vì mình thấy được cái sự bức xúc của cái người gửi lá thư này ừ. thì tiếp anh tạm thời giả định là xe đã được đậu một cách là hợp với quy định của pháp luật việt nam trong luật giao thông đường bộ rồi ừ. à, vậy thì trường hợp đó mình sẽ phải phân định như thế nào ạ trong trường hợp mà anh tài xế lái xe này đã dừng đúng cái quy định, dừng đúng vị trí rồi thì chúng ta phải xét cái yếu tố lỗi của cái người lái xe máy phía sau, đúng không ạ? Nếu như người lái xe máy phía sau như bạn vừa nói là anh ta vừa đeo tai nghe rồi lại có men say nữa thì cái người lái xe máy mới là cái người có cái cái hành vi có lỗi trong cái việc này. Thì cái việc mà nếu như anh ta tông mà gây đến tự bản thân bị thiệt hại thì anh ta sẽ phải xem lại cái hành vi của mình là thứ nhất là có cái men say có cái nồng độ cồn vượt quá quy định khi khi lái xe là không được rồi lại còn đeo tai nghe như thế thì mà tự tông vào đuôi xe tải mà xe tải lại dừng đúng quy định thì cái lỗi này hoàn toàn thuộc về bên phía người lái xe máy Ừ, dạ. Yeah. À, vậy thì pháp luật của chúng ta quy định về cái mức bồi thường như thế nào ạ à? cái mức bồi thường thì mình cũng phải phân ra hai trường hợp. Dạ. dạ. Nếu như trường hợp như mình phân tích là giả định là lỗi hoàn toàn về phía anh lái xe máy thì anh ta phải nói chung là tự mình gây ra thì tự mình gánh chịu. Dạ. dạ. À, tuy nhiên theo quy định theo bộ luật uh, dân sự thì uh, tại điều 584 có quy định rằng là cái việc mà quy định cái nghĩa vụ phải bồi thường thiệt hại trong những cái trường hợp mà uh, phổ biến thông thường trong giao dịch dân sự thì phải xét bốn cái yếu tố. Um, yếu tố thứ nhất là phải có cái hành vi sai phạm pháp luật yeah. yếu tố thứ hai là có cái thiệt hại thực tế xảy ra yếu tố thứ ba là phải có cái mối quan hệ nhân quả giữa cái hành vi sai phạm và cái uh, hậu quả, hậu quả. Yeah. rồi yếu tố thứ tư là phải xem xét mức độ lỗi hmm. à, nếu như lỗi cả hai bên lỗi một bên thì bên nào ấy bên tự gánh chịu đúng không ạ yeah. nhưng mà nếu mà lỗi hỗn hợp của cả hai bên cùng gây thiệt hại đến tính mạng sức khỏe của cái anh lái xe máy thì lúc này phải tùy theo cái tính chất và cái mức độ lỗi đó thì mỗi người sẽ phải tự chịu trách nhiệm đối với cái cái yếu tố lỗi của mình. Ừ, dạ. Với những câu hỏi mà ông anh vừa đặt ra thì có thể thấy rằng chúng ta phải căn cứ tùy thuộc vào cái tình hình cụ thể. Ừ. Thứ nhất là à, đậu xe đậu đổ xe có đúng quy định chưa nè. Rồi lỗi thuộc về ai? Yeah. Nhưng bây giờ em xin được hỏi thêm sâu hơn một chút xíu. À, đối với cái uh, sự vụ diễn ra giống như vậy thì khi nào cái người anh của người đã viết lá thư này là là người tài xế của xe container á, ừ. sẽ có khả năng đối mặt với uh, án hình sự trong trường hợp mà người lái xe container đó vi phạm các quy định về dừng đổ xe trong luật an toàn giao thông mà dẫn tới thiệt hại về tính mạng á, dạ. của người những cái người giao thông phía sau đấy như trong trường hợp này là anh lái xe máy đó ừ. thì là sẽ phải bị cái hình phạt uh, gọi là có thể là phạt tù từ 1 cho đến 15 năm tùy theo cái mức độ uh, lỗi vi phạm của anh. Dạ. Đó. Thì bộ luật hình sự đã có quy định các cái hình phạt chế tài tương ứng với cái hành vi và cái mức độ lỗi của những cái người lái xe container trong trường hợp này. Dạ. À, trường hợp đó thì chắc chắn là không ai mong muốn nó xảy ra rồi. Ừ. Vậy thì ở trong trường hợp nào thì người tài xế lái chiếc xe container này à, không phải lo về cái án hình sự mà mình có thể gặp phải à? à như tôi có phân tích cái cột đầu là mình phải xem cái cái hành vi sai phạm này của cả hai bên à, trong trường hợp anh uh, lái xe container. Đó, anh chàng này anh đã dừng xe đổ xe đúng nơi quy định, dạ. anh không có sai phạm gì cả ừ. mà bị một cái giống như cái rủi ro thôi không ai mong muốn thì cái 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 anh chàng mà lái xe máy mà lại tự hút đầu vào là do thí dụ như chính choáng hơi men rồi là không quan sát kỹ được không để ý vân vân thì nếu như anh người ta tự hút đầu vào thì nhiều khi nó rủi ro là tự án phải gánh chịu và cái anh lái chàng lái xe container này thì sẽ không bị truy cứu cái trách nhiệm hình sự Ừ, dạ à, nhưng cũng nhân đây tuyết oanh rất là mong luật sư kim huế sẽ chia sẻ thêm với quý vị khán giả về những cái điều mà những người tham gia giao thông à, lái container hay lái xe máy cần phải lưu ý để tránh những trường hợp giống như thế này xảy ra thì trong cái tình huống mà mc nêu ra thì chúng ta cũng thấy là không phải là hiếm đúng không ạ và đặc biệt là trong những cái trường hợp mà người lái xe container vì lái đường dài mà các bạn biết thì họ tìm được cái chỗ đậu xe dừng xe cũng rất là khó chứ không phải là mình như đi, đi mình đi xe máy thì mình tấp vào đâu cũng được thì trong trường hợp mà lái xe những cái xe mà siêu trọng như thế ấy, thì phải hết sức cẩn trọng ừ. hết sức cẩn trọng và việc dừng xe của mình phải quan sát mọi phía xung quanh và phải tìm được cái chỗ làm sao nó rộng rãi, nó đủ cái khoảng cách để giúp cho những người phía sau mình cũng không có bị quá làm phản ứng không kịp khi mà nguyên một cái 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 xe to lớn vậy dừng trước mặt thì nhiều khi ngay cả người tỉnh táo của mình cũng khó mà mà phản ứng kịp đúng không ạ? Dạ. Còn trong trường hợp này cả cái anh chàng lái xe máy thì lại vừa là có men say nữa thì xin thưa là cái rủi ro nó tiềm ẩn là quá là cao. Ừ. Huh? Cho nên là cái lời khuyên thì cứ tốt nhất là phải cẩn thận. Dạ chắc chắn rồi phải cẩn thận khi tham gia giao thông và bên cạnh đó chúng ta cũng phải biết luật hiểu luật để không vi phạm pháp luật khi tham gia giao thông quý vị hen và với những chia sẻ vừa rồi từ luật sư trần thị kim huế thì tuyết oanh thấy rõ rằng chúng ta có cơ sở để có lời giải đáp cho câu hỏi gửi về qua lá thư của vị khán giả rồi và bên cạnh đó thì bản thân tuyết oanh hay cả quý vị nữa chúng ta cũng đã có thêm những kiến thức này bổ sung vào cho bản thân để trang bị trong quá trình tham gia giao thông trên đường À, và thưa quý vị đến đây thì thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay cũng đã hết rất là cảm ơn luật sư trần thị kim huế vì đã dành thời gian để tham gia chương trình và mang đến những thông tin hữu ích cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã dành thời gian quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chương trình còn bây giờ tuyết oanh và luật sư trần thị kim huế xin chào tạm biệt hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo